Một con nữa hả? Wow, con này bự. Bự. Có chân, cầm chắc vô, cầm chắc vô. Con này bự này hơn con nãy giờ luôn á. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sóng Dừa TV nha. Hôm nay mọi người thấy trên tay mình đang cầm một cái hôm bữa mà mình với anh Kha cuộc thi đánh bắt cá, mọi người đánh bắt cá bằng rất là mệt. Wow, mình ơi, cái tay mình này vác một đống lưới này. Cái này là cái bát quái 12 cửa ngục. Thì hôm bữa là mình đi ra ngoài bầu này, ở này là gọi là cuối bầu nha mọi người. Ở đây gọi là cuối bầu. Mình đã đi từ lúc ở phía trong bên kia, lúc từ trong kia mình vác ra đây đó, từ ở trong hai cái cây dừa đó đó. Rồi bây giờ hôm nay Huy sẽ quay trở lại và muốn thực hiện một cái video, đó là thả cái 12 cơ ngục này xuống dưới đây, mình xem thử có hiệu quả hay không và có cá hay không. Và hôm nay là thứ sáu, và một cái điều nữa đó là nếu như mỗi ngày thứ sáu là ở đây nước nó sẽ dâng lên rất là lớn, và sau khi buổi chiều tầm 5 giờ thì nước bắt đầu rút, và giờ cũng đã là 5 giờ rồi, nước bắt đầu đang rút đi. Và cái cách mà bây giờ mình xuống, mình vừa thả lưới mình vừa nói cho mọi người cho dễ hiểu nha. Hôm nay nước nó lớn cho nên là nó khác hôm bữa. Và thường á, nước khi mà nó lớn đúng không, nước bắt đầu rút đi á, thì cá ở phía cuối nó sẽ nhóng lên lần. Và cái đây là mình sẽ cột vào ở trong bờ này trước, để kiểu như là mình sẽ chặn cá. Mọi người, mình phải tách cỏ ra bớt. Mọi người tách bớt cỏ ra. Đây là cái cách đánh bát quái mà mình mới học được của ông anh. Ông anh ông chỉ mình. Đây, trước tiên mọi người cột cái tôi này lại. Ở mình là gọi là cái tôi, không biết ở chỗ mọi người gọi là cái gì. Mình sẽ cột nó vào đây. Đó. Và cái đầu tiên mình sẽ đặt ở trong đó. Nước ở đây cũng khá sâu, tầm tới rúng á mọi người. Một phần sình nó lún xuống dưới chân nữa. Bây giờ mình sẽ kéo giãn ra trước. Mình đặt theo cái cách là đi xéo nha mọi người. Cái này nó cũng khá là dài nè. Nó sẽ nằm hình chữ nhật như thế này. Mình sẽ cho nó đi xéo. Khi mà nước nó rút thì những con cá nó sẽ nhóng ngược cái nước lên lại, và nó gặp những cái lưới của mình chặn bắt ngang qua thì nó sẽ chui vào. Và đặc biệt nữa thì mình có đem theo một ít thính. Đặc biệt cái này phải có thính mọi người. Thính thì cá nó mới vô được. Mình nghĩ là mình sẽ căng ngang luôn á. Tại vì trong này nó có một cái luồng vô nè. Căng ngang thì nó hợp lý hơn.
Cái này mình cũng mượn của ông anh luôn. Giờ là mình sẽ đi thả những cái thính vào trong cái bẫy của mình để dụ những con cá nó vô. Thì thính của mình đó là những con ốc. Những con ốc là mình đã đập dập rồi phơi cho nó héo đi, nó sẽ có mùi. Và một cái trứng nữa. Cái trứng thì mình nên để ở cái luồng nước chảy, nó sẽ hay hơn. Giờ mình sẽ bỏ về con ốc vào bên trong cái lưới này. Đây là cái thứ hai mình thả ở cái luồng giữa này mọi người. Thường á mình thả những cái luồng giữa như thế này á, khả năng nó sẽ dính cao hơn. Còn thả ở cái khu vực rộng á, thì cái đó nó cũng hơi hiểu một chút xíu. Nói chung là cũng dính, nhưng mà mình cũng cái khả năng dính nó thấp hơn một xíu thôi. Mà đặc biệt là mình phải bắt chéo nha. Cái này phải bắt chéo thì tỷ lệ giữ lại cá nó sẽ cao. Đây 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 mọi người. Mình vừa mới thả xuống luôn này, dính một con cá trắng, cái này là cá lồng tông đao này. Mình mới thả xuống là dính con bự luôn này. Cái lồng tông này khá là bự luôn. Mình sẽ cho vào trong luôn đi. Đó đây. Mọi người chỉ cần này, dẹp cái cỏ này ra. Đạp nó xuống. Con này nó rất là sắc, có thể xước mình. Này gọi là cỏ xước. Dẹp cho nó sát sâu vô. Đè nó xuống. Thì cái này nó sẽ nằm xéo. Nằm xéo thì cái tỷ lệ bắt cá nó cao. Cái cuộc sống của những người dân đánh bắt á, rất là cực luôn. Mình thấy thật sự là cực. Họ thức khuya dậy sớm để làm, để kiếm từng đồng từng cắt, lo cho cuộc sống mưu sinh. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử. Thì cái thính ở cái phần bé quái bên này, mình sẽ dùng một cái trứng vịt mọi người. Mình sẽ dùng một cái trứng vịt. Hôm nay mình với lại anh họ của mình sẽ đi câu ếch nha mọi người.
Ở anh mình sẽ bắt một con ếch nhỏ này, lấy cái cần câu bình thường đi câu cá, đi ra rau anh được đi câu ếch. Hôm nay cũng rất là rảnh rỗi. Đang cá nhỏ vô chỗ chứ. Mọi người thấy không? Này. Còn dính à? Mà dính đã. Dính này mai nè. Dính rồi mọi người thấy nữa không? Nó hài hơn, câu cái này thích cười ghê, nó sáng luôn nè. À, đi 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 anh, được một con rồi mọi người. Giờ mình đi vô mình kiếm cái gì, đưa đi đi. Chụp dính. Chụp dính luôn ơi. Chụp dính luôn ơi, có gì đâu mà. Dính này các bạn ơi. Nó nằm chụp luôn rồi. Con này chỗ này bấm đây. Ờ, nghe tiếng xe rồi, không sao đâu. Rồi, rồi, nó ăn đi, nó ăn đi rồi. Vậy là nó hết nhảy nữa. Để đó. Dính rồi các bạn. Dính rồi, chứ không bự đâu. Bé chân, bé chân. Cầm vô đi. Một con nữa. Wow, con này bự. Có chân, cầm chắc vô. Con này bự hơn con nãy giờ luôn á. Mình chào tất cả mọi người nha. Hiện tại là tầm khoảng gần 8 giờ rồi mọi người. Câu được khoảng 5 con rồi. Lát mình sẽ cho mọi người xem. Còn bây giờ là mình đang đi ra lại ngoài cái chỗ mà hồi chiều mình đã đặt cái 12 cứ ngục á. Bây giờ mình sẽ ra thăm thử có cái con cá hay cái con gì nó vô vào trong chứ nha. Hình như là chiều đặt đâu cái đoạn về đây nè. Cái đêm thì nó táo quá, mình không có thấy đường. Biết là còn nhớ cái chỗ hay không nữa nè. Nước giờ này nó vẫn còn chảy vô ruộng nè. Mình có đem theo một cái rọng cá nè. Anh mình đã làm nè. Đó, cái rọng cá bằng tre nè. Bây giờ mình đã xuống dưới nước rồi đây. Anh mình thì mới tắm xong rồi, cũng ở trong kia làm nhẹ nhẹ mỏng mỏng nữa cho nên không có xuống nước. Mình sẽ cầm cái cây đèn cho anh dọi xuống dưới nước luôn. Còn một cái cây đèn ở trên đây nữa nè. Nó nở mà. Dạ. Không sao nói. Ok. À, anh cứ dọi đèn đi. Rồi bây giờ mình một tay mình cầm cái máy, một tay mình sẽ dỡ thử coi thử trước tiên coi thử ở dưới có không nè. Ở cái phần đầu thì mình chưa thấy có cái con gì trong đây hết. Có khi nào mình phải chờ nó wow, nó đứt nó trào xuống dưới. Trời. Ở cái phần sâu mình cũng chưa thấy con gì luôn nè. Ở đây có một con cá, cá trắng nhỏ. Không có luôn. Không có. Còn cá dứ nữa. Chung là mình thăm cái đầu tiên thì nó chưa có con nào vô hết được, có một con cá trắng nhỏ xíu à.
Bây giờ mình phải đi xuống dưới phía dưới kia để thăm cái bẫy thứ hai. Cái bẫy thứ hai này đặt sát với bờ này. Ồ, có con gà trắng kìa. Con gà trắng rồi. Hai con gà trắng. Được hai con gà trắng kìa. Có con cuối nè. Phần cuối, wow. Phần cuối được hai con gà trắng nữa. Hử? Dù sao? À. Thằng Chi tụi thả trâu luôn hả? Thằng Chi nó còn dài này. Wow. Thằng Chi hồi chiều để bị sai sách rồi. Này thì có cây cắm xuống mà nó nằm gì chắc không sao hả? Nước chảy thì không sao, mình thả đây cũng được. Mọi người thì sau một đêm, bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi mọi người, mà mặt trời nó lên rất là chói luôn. Mình đã trở lại gọi cái lưới rồi, sáng dậy nó sổ mũi luôn rồi. Không biết là sau một đêm thì cá nó vô có nhiều hay không, thì để bây giờ một lát là mình kéo lên luôn, mình đem đi vô nhà luôn, chứ giờ mà gỡ lên thăm cũng không hay. Mình kết thúc video luôn cho mọi người xem thử cái kết quả ở bên trong nó có cá hay không nha. Không biết là cột chỗ này nó còn hay không nữa nè. À mình thấy là cái đuôi nó còn nằm ở ngoài kia. Để mình gắn máy mình kéo lên cho mọi người xem. Dạ được, có mấy con muốn xỉu luôn. Dạ để hôm giờ cá chanh luôn. Được, có con cá trê à. Thì không, cá trắng với cá trê. Được mấy? Có mấy con à, người ta chích hết sao á.